Ngày suy niệm Chúa Nhật thứ năm mùa thường niên năm C. Tin mừng Luca viết: Simon và các bạn chài đã vất vả suốt đêm mà không hề bắt được con cá nào. Dù họ là những ngư phủ lành nghề, họ biết chỗ nào có cá nhiều, chỗ nào sâu, chỗ nào cạn, chỗ nào cá sủi bọt, chỗ nào cá hay tới ăn và đi theo bầy. Nhưng đêm qua, từ chập tối cho tới sáng, Simon và các bạn đã mệt nhoài, đã mất ngủ, hầu như trắng mắt. Vẫn không có một con cá nào vào lưới. Đức Giê-xu đã có mặt đứng đó trên bờ biển Genesaret từ sáng sớm và rồi hiểu được sự khốn quẫn của các môn đệ. Chúa truyền lệnh cho Simon và các bạn ra khơi thả lưới. Simon không dám cưỡng lại lời Chúa, dù ông đang mệt, ông muốn nghỉ ngơi, ông muốn ngủ. Nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới. Luca chương 5 câu 5. Simon hết đổi ngạc nhiên và cả các bạn của ông cũng thế. Họ dụi mắt, họ tưởng như giấc mơ, họ kinh ngạc đến sung sướng. Một mẻ cá quá nhiều, quá bất ngờ. Lưới của các ông hầu như muốn rách. Simon Phêrô bất ngờ đến sợ hãi. Ông chỉ còn cách đến gần Chúa Giê-xu, phủ phục trước mặt Ngài mà nói: Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Luca chương 5 câu 8. Phêrô tự nhiên cảm thấy mình quá bé nhỏ, quá tầm thường và quá bất xứng đối với Chúa Giê-xu. Thái độ khiêm tốn của Ngài cũng na ná như Đức Mẹ khi đứng trước lời đề nghị của sứ thần Gabriel ngày truyền tin. Mẹ chỉ là nữ tỳ bé nhỏ, đơn hèn, trước lời mời gọi lớn lao làm mẹ Thiên Chúa. Simon cũng cảm thấy bất xứng như Phao-lô. Trên đường đi Đa-mát và Ngài đã hỏi Chúa Giê-xu: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Vâng, ơn Chúa chỉ đổ xuống trên những ai có lòng khiêm nhượng, thật thà, đơn hèn. Sự bất lực của con người làm nổi bật quyền năng của Thiên Chúa. Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không bắt được con cá nào. Nhưng vâng lời Thầy, chúng con sẽ thả lưới. Luca chương 5 câu 5. Lời này chứng tỏ sự bất lực của con người là lời tin nhận quyền năng tối thượng của Thiên Chúa Giê-hô-va. Từ đáy lòng, sự khiêm hạ của con người như lời nói xin vâng của Đức Mẹ Maria. Phép lạ đã xảy ra và phép lạ đem con người tới lòng tin sâu thẳm. Trước phép lạ lớn lao, mẻ cá lạ lùng, Simon xưng Chúa là Thầy và sau phép lạ tuyệt vời ấy, Simon lại tuyên xưng Chúa là Chúa. Chính qua phép lạ, mẻ cá lạ lùng, Simon đã nhận ra quyền năng vô song, khôn lường của Chúa nơi Chúa Giê-xu và đã tuyệt đối tin tưởng vào Người. Mẻ cá diệu kỳ ấy đã giúp Simon nhận ra quyền năng cao vời và sự bất lực, yếu đuối của con người trước quyền năng vô biên của Thiên Chúa nơi Chúa Giê-xu. Đây cũng là kinh nghiệm của Môi-sen trước Thiên Chúa trong bụi gai, là kinh nghiệm của Isaiah: khốn cho tôi chết mất. Nhưng khi được tình thương của Chúa thanh tẩy miệng lưỡi, ngôn sứ Isaiah đã mau mắn vâng lời đi làm ngôn sứ cho Thiên Chúa. Giờ phút này, Chúa cũng trấn an Phêrô: đừng sợ, từ đây các con sẽ là những kẻ chài lưới người ta. Luca chương 5 câu 10. Đức Giê-xu Kitô hôm nay muốn trấn an, động viên, khuyến khích các môn đệ, đặc biệt ba vị tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan, để tất cả tin tưởng vào sự yêu thương, lòng từ tâm và sự quan phòng của Thiên Chúa khi tiếp nhận và thi hành sứ mạng Ngài trao phó. Chính lời trấn an và trao ban sứ vụ mà Phêrô và các bạn của Ngài đã bỏ tất cả mọi sự mà đi theo Chúa. Luca chương 5 câu 11. Đó là ơn gọi của Phêrô và các bạn để các ngài ra đi theo Chúa mà chinh phục người ta. Phêrô và các bạn ngư phủ lành nghề trước khi gặp Chúa đã vất vả hết mình suốt đêm nhưng không bắt được một con cá nào. Nhưng khi gặp Chúa, Chúa đã chỉ, đã giúp, đã hướng dẫn các ngài bắt được quá nhiều cá đến nỗi lưới gần như rách, thuyền gần như bị chìm.
Nhưng tất cả điều đó chỉ là phần thưởng trước mắt Chúa ban cho các ngài mau qua, chóng tàn. Điều quan trọng là từ nay, các ngài đã hoàn toàn thuộc về Chúa và trở thành ngư phủ giỏi, lành nghề lưới người ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa và trở thành chứng nhân trung kiên cho Chúa. Amen. Thank you.